Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Tuyền đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Tuyền đã chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhóm chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện, bảo đảm đúng theo nghị quyết đề ra. 100% cán bộ hội, 90% hội viên thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hơn 90% hội viên thực hiện cuộc vận động, xây dựng gia đình 50 ba sạch. Bằng nhiều cách làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Tuyền đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ trên 17 tỷ đồng cho 370 hộ phụ nữ nghèo vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, duy trì và phát triển mô hình tiết kiệm, ngân hàng con giống. Với những kết quả đạt được, tập thể cán bộ hội viên phụ nữ Cam Tuyền 5 năm liền đạt vững mạnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen, Ủy ban nhân dân huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng nhiều giấy khen. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Tuyền tiếp tục tập trung phát động hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và hai khâu đột phá với nội dung trọng tâm là vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khai thác và phát huy thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với sản phẩm OCOP, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng hội viên và chất lượng sinh hoạt chi hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đại hội đã bầu 13 ủy viên vào ban chấp hành và bầu đồng chí Nguyễn Thị Thương tái giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong thời gian tới.